Cho tháng anh nhanh này. Các gọn gàng để tối còn uống rượu kia. Vâng. Mất 20 mâm. Dạ 20 mâm. À vâng. Tổ chức luôn ở dưới chỗ ăn uống, ở dưới chỗ rơi đồ tiện ăn luôn ở dưới. Nữa phải dọn dẹp bát đĩa. Ừ. Mà cái công dọn dẹp nó khổ mà nó... thích ăn món nào thì gọi món đấy, ăn nào gọi món đấy, xong rồi dậy đấy, toán tiền là xong, toán tiền là xong rồi. Rẻ mà giờ ăn rẻ, chọn hôm nay cho nó đúng. Đang bận làm đi, nó bảo bố ông ngoại đến giờ này chưa thấy đâu nhỉ, mà là bố đang làm. Làm tí nữa. Bán cái nhà thì hàng cháo thôi. Mấy mặt trời bao giờ? Trời đất 7 tỷ. Cho chúng nó chứ không lấy thì chúng mình mua gỗ đất bên kia 78 mét. 78 mét 3 tỷ. 6 thì xây gỗ nó 2 tỷ nữa. Mua bên này nó bảo là mua bên này nó chật chội, ô tô không vào được. Ông mua bên kia đầu cầu Long Biên. Mỗi cái đình tháng bây giờ nó giả lãi 400 đến 100. Cái trong này có mấy cái nhà 5 tầng 32 mét vuông. 4 tỷ 2 triệu lắm, nhưng cái nó không thích nó vào. Từng xây dựng mấy cái đình có mua nhà thì đã xây